Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 249 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Thời gian trôi qua từng năm, vực giới phi chu luôn bay với tốc độ tối đa. Nhóm kỳ linh ăn uống trong phi chu ấm áp. Kỳ linh và thanh ma ngẫu nhiên luận đạo. Kỳ linh thắng nhờ vào tinh thông nhiều mặt. Thanh ma dù là chúa tể, hai người luận đạo thi thoảng được chút gì đó. Bay từ từ qua một ước năm. Trong quá trình họ chỉ gặp một khối băng ngôi sao. Đáng tiếc không phát hiện có bó vật nào làm cho kỳ linh động lòng. Mấy kỳ chân khác cộng lại bằng toàn bộ bó vật của một thánh thành chi chủ. Kỳ linh không quan tâm mấy những cái này. Kỳ linh lộ vẻ mừng rỡ đứng dậy. Đến nơi rồi. Cầm hỏa thần, thanh ma, bạch dung cùng nhìn ra bên ngoài. Sao, đã đến rồi ư? Qua vực giới phi chu có thể thấy được một thế giới khối băng khổng lồ mơ hồ, lớn hơn hai khối băng ngôi sao họ từng gặp không biết bao nhiêu lần. Kỳ linh nhanh chóng liền dặn dò. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải cẩn thận, nhất là cầm hỏa, đừng gây động tĩnh lớn. Băng phong hải rất lớn, chúng ta cẩn thận một chút, có lẽ nguyên hành giả sẽ không phát hiện ra chúng ta. Cầm hỏa khó chịu nói. Sợ cái gì chứ, theo đặt phong lĩnh chủ giới thiệu thì nguyên hành giả ở trên băng phong hải này chỉ có thực lực dị vũ trụ chi chủ, ta có thể đè đầu đánh chúng mà. Kỳ linh cau mày nạt lại. Nghe lệnh ta. Kỳ linh rất sợ cầm hỏa càn quấy. Thanh ma là chúa tể, đến nơi đáng sợ như băng phong hải sẽ hết sức cẩn thận. Bạch Dung hộ vệ càng đừng nói, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của Kỳ Linh. Chỉ có Cầm Hỏa tuy bị Kỳ Linh thuần phục, nhưng nó như con liết vậy, không chừng sẽ nổi điên làm bậy. Cầm Hỏa cúi đầu lầu bầu. Kỳ Linh khuyên bảo. Thực lực của nguyên hành giá yếu hơn ngươi một chút, nhưng dù gì hắn luôn sống trong băng phong hải, hiểu biết hoàn cảnh hơn chúng ta, không chừng sẽ lợi dụng hoàn cảnh đối phó với chúng ta. Ta và Thanh Ma đối mặt đòn đánh của hắn, sơ sẩy một cái là có thể sẽ chết đi. Cầm Hỏa nói ngay. Ta sẽ bảo vệ chủ nhân thật tốt mà. Kỳ Linh nghiêm túc nói. Hơn nữa nhóm đặt phong lĩnh chủ chỉ hiểu biết một phần khu vực băng phong hải, không chừng còn có nguy hiểm nào đó chưa biết đến, nên ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Cầm Hỏa thấy Kỳ Linh trịnh trọng như vậy, đành ngoan ngoãn gật đầu nói. À, chủ nhân bảo sao thì ta làm vậy. Chủ nhân kêu ta bay đi, ta tuyệt đối không đi. Chủ nhân kêu ta đi, chắc chắn ta không bay. Kỳ Linh thầm thở phào. Nếu không có Cầm Hỏa Thần thì Kỳ Linh Thanh Ma không dám vào những nơi như băng phong hải, nên phải khiến nó nghe lời hắn mới được, sơ sẩy một cái là có thể mất mạng. Kỳ Linh nói. Đi, chúng ta đi xuống thôi. Thanh Ma cũng hơi mong chờ. Băng phong hải, chúng ta đến đây. Vực giới phi chu đã đáp xuống nền đất băng giá vô biên. Bốn người Kỳ Linh bay ra nhìn quanh bốn phía, đưa mắt nhìn mặt đất băng giá mênh mông hơi yên tĩnh, nhưng ngẫu nhiên có các vòng xoáy phóng lên cao. Với tầm nhìn của nhóm Kỳ Linh có thể nhìn xa ức vạn dặm, cũng có vạn vòng xoáy chia lên cao hòa cùng tầng cuồng phong. Kỳ Linh nói. Quan sát xung quanh, điều tra tất cả bó vật, nhớ kỹ không được một mình chạy đi lung tung. Bốn người Kỳ Linh cẩn thận thăm dò. Đại lục khối băng lớn này có hiệp cốc, vực sâu, núi cao các loại, nhưng đều làm bằng băng. Vì nguyên đại lục khối băng hầu như cỡ một tòa cương vực mơ hồ tự hình thành hệ thống. Nó hình thành căn nguyên thuộc về bản thân mình, như một tòa vĩnh hằng giới sẽ có căn nguyên. Đại lục khối băng này mặc dù chỉ to bằng Đại Mạc vực, Thiên Thương vực, nhưng bàn về năng lượng hùng hồn thì một tòa dị vũ trụ cũng không bằng được nó. Tự thành hệ thống, tự thành căn nguyên. Như căn nguyên dị vũ trụ nếu bị tu hành giả khống chế thì tu hành giả đó là dị vũ trụ chi chủ. Căn nguyên của băng phong hải không thể khống chế, dù là nguyên hành giả ngụ ở đây lâu dài cũng không làm được. Trước kia Tây Tư tộc cướp bóc lung tung, chọc giận căn nguyên vũ trụ hỗn độn. Nguyên hành giả được căn nguyên vũ trụ hỗn độn trợ giúp mới mượn dùng chút lực lượng của bảo địa đặc biệt, khiến cho Tây Tư tộc chịu thiệt thòi lớn. Thanh Ma đi trong băng phong hải gần một năm mà phát hiện bó vật đã bằng cả gia tài của chúa tể, khiến lão hết sức rung động vì sự thần kỳ của băng phong hải. Nếu nguyên hành giả khống chế được toàn bộ băng phong hải thì dù chúng ta có Cầm Hỏa Thần, có lẽ Cầm Hỏa Thần không chết, thế nhưng chúng ta thì vừa chạm mặt đã bị giết chết rồi.
Kỳ Linh cười nói, chỉ có Tây Tư tộc là quá mức điên cuồng, chọc giận cả căn nguyên vũ trụ hỗn độn, mới cho nguyên hành giá mượn dùng lực lượng của bào địa. Sau khi Tây Tư tộc bị hủy diệt, cũng không còn nghe nói nguyên hành giá có thể điều khiển lực lượng của bào địa nữa. Bỗng nhiên pháp lực của Kỳ Linh dâng lên, vèo, pháp lực cuốn ba người khác xuyên qua hư không, đi tới rìa một hiệp cốc ở phía xa. Những khối băng ngôi sao có tầng lực hút hỗn loạn, nhóm Kỳ Linh không thể xuyên qua hư không, nhưng đại lục khối băng tự hình thành hệ thống thì ổn định một chút, chỉ có các vòng xoáy vọt lên cao là hỗn loạn, không thể xuyên qua hư không mà thôi. Nên mỗi lần Kỳ Linh đều xuyên qua cự ly ngắn, tránh những chỗ này, vậy mau hơn là bay từ từ. Bốn người bay lên trên hiệp cốc quan sát phía dưới. Sao? Thanh Ma bỗng lắc đầu nói, không có hợp đạo hỏa vân hoa. Cảm hỏa thần cũng hùa theo, ta không cảm ứng được chút gì lực lượng hành hỏa cả. Lúc trước nhóm đặt phong lĩnh chủ phát hiện một gốc hợp đạo hỏa vân hoa ở trong hiệp cốc. Bốn người Kỳ Linh đang đến gần hướng đó, nếu dọc đường tìm thấy hợp đạo hỏa vân hoa thì càng tốt hơn. Một năm, hai năm, ba năm, nhóm Kỳ Linh không ngừng tiến lên trong băng phong hải tìm kiếm, bọn họ sẽ tiện tay lấy đi chút kỳ vật chân quý, nhưng phần nhiều là chưa chín mùi. Hơn nữa bọn họ không dám quá điên cuồng cướp giật, sợ bị nguyên hành giả phát hiện ra. Chớp mắt đã qua 129 năm. Vù 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 vù. Phía xa có vòng xoáy phóng lên cao, thời không hỗn loạn. Bốn người Kỳ Linh đến chỗ rìa động quật của vòng xoáy đó, nhìn vào bên trong. Thanh Ma khẽ nói, theo lời đạt phong lĩnh chủ thì một số kỳ chân quý giá nhất nằm ở sâu bên trong vực sâu vòng xoáy, tức là trong lòng đất đại lục khối băng. Bác Minh, chúng ta có nên vào xem không? Kỳ Linh liền bác bỏ, không cần đâu, mục tiêu của chúng ta là hợp đạo hỏa vân hoa, không cần vào vực sâu của vòng xoáy, đi vào càng dễ bị nguyên hành giá phát hiện ra. Thanh Ma cũng không cãi lại, được rồi. Thật ra Thanh Ma rất muốn đi vào xông qua thử, tuy mấy năm nay cướp bóc nhiều bó vật nhưng không dám quá điên cuồng, chỉ ngẫu nhiên mang đi chút quý giá. Thanh Ma kiếm được số chân tài nhiều hơn toàn bộ bó vật lão có được gấp 2, gấp 3 lần. Thanh Ma rất muốn vào trong vực sâu sưu tầm bó vật hiếm thấy hơn, thế nhưng lần này đến đây được chủ yếu là dựa vào Cầm Hỏa Thần và Kỳ Linh. Kỳ Linh nói, đã đến gần hiệp cốc đặt phong lĩnh chủ nói rồi, chắc khoảng 30 năm nữa là tới nơi, tiếp tục tiến lên nào. Hợp đạo hỏa vân hoa rất hiếm hoi, đã qua nhiều năm mà không phát hiện hợp đạo hỏa vân hoa, ngược lại thấy một trái hương bảo linh quả, đáng tiếc lại chưa chín. Nhóm Kỳ Linh lại đi khoảng một tách trà sau, ong, dưới chân nhóm Kỳ Linh bỗng hiện ra một luồng sáng đen mông lung. Ánh sáng đen hiện ra trên đất liền khối băng thành đường cong kéo dài ước vạn dặm, không thấy điểm cuối. Kỳ Linh biến sắc mặt nói, nguy rồi, là trận pháp cảnh giới. Thanh Ma Chúa Tể cũng giật mình mà kêu lên, chúng ta bị phát hiện rồi. Ầm 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 ầm, mặt đất ở phía xa phát ra tiếng nổ ầm vang, mặt đất bắt đầu nứt ra. Một sinh vật hình người băng giá to như ngọn núi trôi lên từ lòng đất, hai tay xé rách đất đai, đạp nát vô số băng vụn liền bước ra. Con ngươi Kỳ Linh co rút lại, nếu Kỳ Linh không dùng Bắc Khổng Kiếm thì cần 50% thực lực mới phá được hàn băng. Phòng chừng Thánh Thành chi chủ khá lợi hại, dốc hết sức ứng đối mới miễn cưỡng phá được. Nhưng đối phương chớp mắt xé rách mặt đất hàn băng, chỉ nhìn lực lượng đáng sợ này đã vượt xa đẳng cấp Chúa Tể, chắc cỡ dị vũ trụ chi chủ. Kỳ Linh chuyển âm nói, là nguyên hành giả. Thanh Ma biến sắc mặt, sao nguyên hành giả ư? Cầm Hỏa lại hưng phấn nói, ồ hay quá, rốt cuộc cũng đến rồi. Cầm Hỏa luôn không thích băng phong hải, khắp nơi là lực lượng băng giá, giờ trông thấy nguyên hành giả khiến nó hết sức hưng phấn. Nguyên hành giả toàn thân là giáp băng dày, giáp băng lóe ánh sáng xanh, mũ giáp trên đầu có hai cây chùy băng, mái tóc dài màu xanh rũ xuống eo, râu xồm xoàm, đôi mắt xanh lè tràn ngập lửa giận và cuồng bạo. Nguyên hành giả giận dữ mà gầm lên, lại là đám cướp vặt các ngươi đến trộm bảo bối của ta sao? Giọng nguyên hành giả hình thành cuồng phong vô tận thổi đi khắp bốn phương tám hướng, uy thế vô tận phát tán làm cho Kỳ Linh Thanh Ma thoát tim, cách biệt thật sự quá lớn. Kỳ Linh bất đắc dĩ nói, còn chưa tìm được hợp đạo hỏa vân hoa, đã đụng phải nguyên hành giá, xui xẻo thật. Kỳ Linh chưa từ vực sâu vòng xoáy đi vào lòng đất, trong lòng đại lục đất băng có nhiều bó vật hơn, nguyên hành giả cũng ở lòng đất. Kỳ Linh cao giọng nói,
Nguyên hành giả, chúng ta đến đây chỉ vì một đóa hợp đạo hỏa vân hoa. Hợp đạo hỏa vân hoa không xem như quý giá, chúng ta chấp nhận trao đổi bằng bó vật. Có được hợp đạo hỏa vân hoa là chúng ta đi ngay. Hợp đạo hỏa vân hoa là kỳ chân rất ghê gớm với đạo quân, nhưng ở trong băng phong hải thì nó lại rất bình thường. Nơi này có nhiều bó vật làm cho chúa tể dị vũ trụ chi chủ cũng phải thèm muốn. Nguyên hành giả mặc áo sắt băng cao 108,000 trượng nhìn xuống nhóm kỳ linh ở phía xa, tức giận mà quát: Hợp đạo hỏa vân hoa ư? Một khối băng của ta cũng đừng hỏng mang đi. Đám tu hành giả các ngươi luôn thập thò lén lút, đây là chỗ của ta. Kỳ linh sốt ruột nói: Chúng ta có thể dùng bó vật trao đổi mà. Nguyên hành giả giận dữ nhấc chân lướt qua không trung: Bó vật ư? Có ích lợi gì với ta đây? Chịu chết đi. Kỳ linh không biết nên nói cái gì. Nguyên hành giả đúng là cuồng bạo như Đạt Phong lĩnh chủ đã ghi chép. Vèo. Nguyên hành giả cầm cây trường kích băng giá, lóe ánh sáng xanh quét qua. Xem uy thế đó, Kỳ linh đành ra lệnh: Cầm hỏa lên. Cầm hỏa mập mạp hưng phấn kêu to một tiếng: Ha, ta sớm không nhịn nổi nữa rồi. Cầm hỏa biến ra nguyên hình là một con cầm hỏa thần khổng lồ, cánh lửa to lớn dương rộng, người tầm trong lửa. Ngọn lửa điên cuồng đốt năng lượng băng giá xung quanh tản ra, khiến phạm vi trăm mức dạng nóng cháy. Nếu nói dị vũ trụ có một căn nguyên thì băng phong hải xem như tự thành một căn nguyên. Cầm hỏa thần cũng là một căn nguyên, năng lượng của nó cơ hồ mênh mông vô cùng vô tận. Thân thể cầm hỏa thần gần như là bất diệt. Nó sinh ra đã ngao du bốn phương tám hướng, dễ dàng ăn các vực giới. Năng lượng của hỗn độn nguyên thú hùng hồn không tưởng được. Điểm yếu duy nhất là cảnh giới quá thấp. Nếu cảnh giới cao một chút thì dị vũ trụ chi chủ cũng bị giết như chơi. Nhưng tất cả đều là cân bằng. Căn nguyên vũ trụ hỗn độn không thể dưỡng dục ra sinh vật mạnh mẽ như hỗn độn nguyên thú. Ngộ tính ngang ngửa nguyên hành giả, chuyện này không thể nào làm được. Nguyên hành giả lao đến nhìn cầm hỏa thần ở trong lửa, dương cánh trên trời đã chấn áp bốn phương tám hướng. Nguyên hành giả giật mình mà kêu lên: Hỗn độn nguyên thú sao? Cầm hỏa thần xé gió bay tới: Ha, còn chưa ăn nguyên hành giả bao giờ? Thích quá. Kỷ linh, thanh ma, bạch dung trốn vào trong vực giới phi chu ngay. Bọn họ không thể xen vào loại chiến đấu kiểu này. Nguyên hành giả chiến ý hừng hực, cầm trường kích dũng mãnh nghênh đón trực diện. Ta cũng lần đầu tiên đụng độ hỗn độn nguyên thú, đến rất hay. Xoẹt. Trường kích đột nhiên đâm ra như cuồng phong giết gào, nhanh đến kinh người. Nhưng tốc độ của cầm hỏa thần cũng rất nhanh. Cái đâm này không trúng mục tiêu, lướt qua móng vuốt của cầm hỏa thần không làm sứt mẻ chút nào. Trường kích từ đâm bỗng hất lên trên. Nguyên hành giả quát: Lên cho ta. Cái hất này làm bầu trời như tách thành hai nửa. Trong phút chốc, cầm hỏa thần không kịp né tránh, đương nhiên nó cũng coi thường né. Bùm. Cầm hỏa thần đang bay bỗng nhanh chóng bị hất lảo đảo mấy trăm dặm. Nguyên hành giả ngạc nhiên: Dị vũ trụ chi chủ hay các tu hành giả bị trúng sát chiêu này sẽ bị đánh bay, bị thương nặng. Thế nhưng cầm hỏa thần chỉ lảo đảo một chút mà thôi. Cầm hỏa thần hưng phấn đập cánh từ trên cao lao nhanh xuống, đôi móng vuốt to dày đập xuống. Gào. Nguyên hành giả vung trường kích thành vòng tròn, từng vòng che bầu trời. Cầm hỏa thần không quan tâm ảo diệu trường kích của đối phương, chỉ biết hung hãn hô móng vuốt mà đập xuống. Bùm. Tiếng vang nổ điếc tai, mặt đất xung quanh ầm ầm không ngừng nứt ra, nửa người nguyên hành giả lún vào mặt đất. Nguyên hành giả trợn mắt há hốc mồm, chiến ý lại càng bùng cháy. Ta mượn 9 phần uy năng mà vẫn bị áp chế ư? Lại đến đây. Bùm 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 bùm. Nguyên hành giả cực kỳ dũng mãnh, mới bắt đầu mỗi một lần đấu cứng, sau này né tránh muốn thắng bằng kỹ xảo. Về cảnh giới, nguyên hành giả đến cấp thánh thành chi chủ. Vì xuất thân không tầm thường, có cảnh giới như thế đủ phát huy ra sức chiến đấu dị vũ trụ chi chủ. Trong truyền thuyết, nguyên hành giả sánh bằng tôn chủ của Tây Tư tộc chỉ có cảnh giới chúa tể. Chúa tể đã là cảnh giới rất cao, nhưng đám đại năng Đạt Phong lĩnh chủ, bệ hạ cô độc về cảnh giới đều là chúa tể, lên trên nữa thì là chí tôn. Nguyên hành giả đôi khi bị đánh đập vào núi cao, hoặc bay ngược trượt khe rãnh sâu dưới đất, hoặc bị đập lún xuống lòng đất. Cầm hỏa thần dần quen thuộc một số chiêu của nguyên hành giả, rồi thì thoải mái hành hạ gã. Mũ giáp trên người nguyên hành giả bị đánh bay, mái tóc dài màu xanh bay rối tung. Nguyên hành giả nhiều lần gầm giống giận dữ, nhưng vẫn bị nghiền áp,
Có điều giáp băng trên người không bị chảy chút nào cũng hơi thần kỳ. Bên trong vực giới phi chu, Thanh Ma mỉm cười nhìn nói: Bắc Minh, nguyên hành giá không ngăn cầm hỏa thần được. Tin tưởng rất nhanh, nguyên hành giá sẽ biết khó mà lui. Đấu tiếp chỉ có hắn chịu thiệt mà thôi. Kỳ Linh cười gật đầu, hợp đạo hỏa vân hoa vào tay là chắc rồi. Bùm bùm bùm. Nguyên hành giả liên tục bị trà đạp. Từ ban đầu chiến ý ngút trời, đến về sau ức chế, đã lâu rồi gã không bực tức như vậy. Về thân hình, nguyên hành giả không bằng hỗn độn nguyên thú, nhưng hơn xa tu hành giả. Bởi vậy bình thường dù là nhóm đặt phong lĩnh chủ đến đây cũng sẽ bị nguyên hành giả giật theo đánh đuổi. Lâu lắm rồi gã không ức chế đến thế. Nguyên hành giả bay ngược, đụng ngã nửa ngọn núi, ngửa đầu, mái tóc dài màu xanh bay rối. Nguyên hành giả giống to: Đại ca, nếu còn không ra, ta sẽ bị đánh chết mất thôi. Tiếng giống như sấm vang vọng thiên địa. Kỳ Linh, Thanh Ma ở trong vực giới phi chu trợn to mắt nói: Sao, đại ca ư? Còn có đại ca sao? Kỳ Linh hết sức hoang mang. Một giọng nói lạnh băng quanh quẩn trong thiên địa: Chẳng phải ngươi luôn thích đánh giết hay sao? Sao lần này cầu cứu với ta rồi? Mặt đất hàn băng, phía xa nứt ra một cái khe lớn, một thân hình hùng vĩ đi ra. Trường bào màu đen có hoa văn màu bạc, khuôn mặt điển trai, mắt lạnh băng, dường như khó có thứ gì làm nỗi lòng của y dao động. Mái tóc dài màu đen rũ tới eo. Y chậm rãi bước đến, áp lực vô hình làm cho Kỳ Linh, Thanh Ma cũng phải biến sắc mặt. Kỳ Linh thầm nghĩ: Nguyên hành giả áo đen này mạnh hơn người kia rất nhiều. Cầm hỏa thần thì hùng hổ quát lên: Ao, lại đến một tên, chờ ta ăn tên này rồi sẽ ăn ngươi. Cầm hỏa thần phát ra sóng nhiệt lửa vô tận, thổi quét bốn phương tám hướng, đập cánh lao hướng nguyên hành giả mặc giáp chật vật không chịu nổi. Nguyên hành giả mặc giáp sợ hãi, vội vàng tránh né, chạy tới chỗ đại ca của mình. Đại ca! Nguyên hành giả áo đen nhấc chân che trước mặt đệ đệ của mình. Biến! Nguyên hành giả áo đen vươn hai tay ra, đôi tay lấp lóe ánh sáng đen âm u như cắn nuốt vạn vật ở trên đời. Cầm hỏa thần hung hăng thô bạo xả xuống, đôi móng vuốt thịt to lớn cũng đập xuống. Bùm! Hai trưởng va chạm, đôi móng vuốt, hai bên cực kỳ tự tin. Nguyên hành giả áo đen biến sắc mặt, liên tục thụt lùi, mỗi bước đạp nát mặt đất băng, thụt lùi 8 bước mới ngừng. Cầm hỏa thần cũng bị chấn bay ngược ra sau, hai cánh liên tục dập mới ổn định trong không trung được. Kỳ Linh ở trong vực giới phi chu phía xa giật mình mà kêu lên: Sao, cái gì, có thể cứng đấu cứng với cầm hỏa ư? Gần như ngang ngửa sao? Thoạt trông cầm hỏa khá hơn một chút, thế nhưng rõ ràng không cách biệt bao nhiêu. Thanh Ma cũng hoảng hồn: Nguyên hành giả này mạnh như vậy hay sao? Đám dị vũ trụ chi chủ, đế quần áo vàng đều bị hỗn độn nguyên thú áp chế trà đạp. Dù là tôn chủ của Tây Tư tộc cũng cần 3 người liên hợp lại mới bắt giữ cầm hỏa thần được. Nguyên hành giả này có thể ngay mặt đấu ngang với cầm hỏa thần thì chắc rất gần với tôn chủ của Tây Tư tộc rồi. Kỳ Linh vội truyền âm nói: Cầm hỏa, cẩn thận, đừng lơ là. Cầm hỏa thần ở trên trời hú lên: Wow! Vậy toàn thân dựng đứng, mắt cầm hỏa thần tràn đầy hưng phấn mà giống to: Nguyên hành giả nhà ngươi có chút thực lực, trong đối thủ của ta đã từng gặp chỉ có tôn chủ của Tây Tư tộc gì gì đó là mạnh hơn ngươi một chút mà thôi, thế nhưng bấy nhiêu thực lực vẫn không đánh bại lại ta đâu. Nguyên hành giả áo đen tự tin cất bước lao tới trước mặt cầm hỏa thần: Ta đã sớm nghe nói hỗn độn nguyên thú lợi hại, bây giờ xem ra cũng chỉ bình thường. Xoẹt 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 xoẹt, hai bên đều thành bóng mờ, nhanh chóng đánh nhau. Nguyên hành giả áo đen không ngu đấu cứng nữa vì tiêu hao rất lớn. Nguyên hành giả áo đen không giống hỗn độn nguyên thú, gần như có năng lượng vô tận, nhưng kỹ xảo cảnh giới của y cao hơn, vì vậy nhờ vào kỹ xảo đối phó hỗn độn nguyên thú, các loại giảm lực dẫn đường khiến cho cầm hỏa thần chịu thiệt một chút. Cầm hỏa thần chịu thiệt gầm lên, hắn đã phát cuồng: Ngươi chưa phải đối thủ của ta đâu. Vèo, tốc độ của cầm hỏa thần tăng vọt đến tột độ. Nguyên hành giả áo đen biến sắc mặt nói: Nhanh quá. Xoẹt, cầm hỏa thần lao nhanh đến, tốc độ nhanh đáng sợ, móng vuốt đánh bất ngờ. Nguyên hành giả cố sức ngăn cản, định đánh trả, thế nhưng cầm hỏa thần đã bay đi rất nhanh, nó rẽ đường cong ở phía xa lại lao đến. Vù 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 vù, trong không trung nháy mắt rậm rạp tia lửa, là tốc độ của cầm hỏa thần quá nhanh để lại dấu vết. Cầm hỏa thần không dây dưa với nguyên hành giả áo đen,
đơn thuần ỷ vào tốc độ đánh lén. Nhiều lần tấn công khiến cho nguyên hành giả áo đen thấy nhức đầu vì tốc độ của Cầm Hỏa Thần quá nhanh. Tốc độ của Cầm Hỏa Thần hơn xa bất cứ chúa tể nào, dù là Lôi Tinh chúa tể lúc trước rất giỏi về tốc độ cũng thua xa nó. Điều khiển vực giới phi chu mới miễn cưỡng vượt qua Cầm Hỏa Thần. Như Kỷ Linh dù có khống chế vực giới phi chu cũng không sánh bằng nó. Nguyên hành giả áo đen thầm nghĩ, quá là nhanh, dù ta có vực giới phi chu thế nhưng điều khiển phi chu cũng không nhanh bằng. Về cảnh giới, nguyên hành giả áo đen chưa đến chúa tể. Lôi Tinh chúa tể là từ đạo lôi điện thành tựu chúa tể. Cầm Hỏa Thần truyền âm cho Kỷ Linh, chủ nhân, nguyên hành giả này rất là khó chơi, ta đánh đến bây giờ không thể tổn thương hắn chút nào. Cứ đánh tiếp sợ là hắn không tiêu hao bao nhiêu, đánh lâu hơn hắn cũng có thể kéo dài. Cầm Hỏa Thần ỷ vào tốc độ tuy rằng chiếm cứ chủ động, nhưng cảnh giới của nguyên hành giả áo đen quá cao, có thể phòng ngự rất chắc chắn. Kỷ Linh cau mày, làm sao đây. Cầm Hỏa Thần đúng là rất mạnh, nguyên hành giả áo đen bị ăn hành, không ngừng bị thương, tiêu hao năng lượng rất lớn, không lâu sau chỉ có trốn chạy. Nguyên hành giả áo đen chỉ bị yếu thế về tốc độ, các mặt khác không kém hơn Cầm Hỏa Thần chút nào, thậm chí nguyên hành giả áo đen chiếm ưu thế về mặt đánh cận thân. Nguyên hành giả áo đen bỗng cất tiếng cười nói, hỗn độn nguyên thú nhà ngươi cũng có chút lợi hại, vừa lúc làm tọa kỵ cho ta. Lên! Ông! Bốn phương tám hướng dâng lên ánh sáng, uy năng dâng lên, vô số hoa văn nổi lên từ mặt đất khối băng. Một trận pháp lớn hiện ra, thoáng chốc phạm vi ước vạn dặm trở nên mênh mông. Đây là khốn trận. Nguyên hành giả áo đen cực kỳ tự tin nói, nếu ở bên ngoài rất khó đối phó với ngươi, nhưng đây là chỗ của ta, hỗn độn nguyên thú, hãy nhận thua đi. Kỷ Linh truyền âm, Cầm Hỏa, mau lùi. Cầm Hỏa Thần đập hai cánh, chớp mắt lao hướng nhóm Kỷ Linh. Kỷ Linh truyền âm, thu vực giới phi chu và pháp bảo động thiên, sau đó nghe hiệu lệnh của ta, phá giải khốn trận này. Rõ, thưa chủ nhân. Cầm Hỏa Thần cũng cảm thấy kẹt trong trận pháp của địch là điều rất khó chịu, vì nó không hiểu biết cảnh giới, cũng không hiểu trận pháp, chỉ biết dùng lực phá pháp mà thôi. Với thực lực có thể chà đạp dị vũ trụ chi chủ của nó thì trận pháp bình thường không chịu nổi. Nhưng người chủ trì trận pháp này là nguyên hành giả áo đen, thực lực ngang ngửa Cầm Hỏa Thần, dùng lực phá pháp không cách nào thành công được. Vèo! Cầm Hỏa Thần thu vực giới phi chu. Kỷ Linh ở trong vực giới phi chu có thể xuyên qua pháp bảo động thiên nhìn ra bên ngoài. Chủ yếu vì Cầm Hỏa Thần khống chế pháp bảo động thiên này, nó không ngăn cản thì Kỷ Linh có thể trông thấy bên ngoài. Kỷ Linh tràn đầy tự tin nói, khốn trận này hơi có chút thú vị, nhưng không khó phá giải đâu. Cầm Hỏa, người có thực lực cực mạnh càng dễ phá hơn, hãy nghe hiệu lệnh của ta. Đạo trận pháp siêu khó, tu vi trận pháp của Kỷ Linh cao đến khủng khiếp. Nhìn khắp liên minh 16 vực giới, không ai cao hơn hắn. Lúc trước Kỷ Linh vì phá giải trận đồ giao hòa cảnh nên đạo trận pháp đến cẳng cấp thánh thành chi chủ. Sau đó vì giải cứu Cầm Hỏa Thần lại mất một thời gian dài, cảm ngộ trận pháp của Kỷ Linh càng nhiều hơn nữa. Xoẹt! Cầm Hỏa Thần hóa thành luồng sáng gấp khúc, bay nhanh trong trận pháp mênh mông, không ngừng đổi hướng, đôi khi trực tiếp cưỡng ép phá giải. Nếu đơn thuần dùng lực phá pháp thì Cầm Hỏa Thần không làm được, nhưng cảnh giới của Kỷ Linh có thể đi ra ngoài mà không chạm vào trận pháp, nên càng dễ dàng tìm ra chút sơ hở. Tìm được sơ hở rồi cưỡng ép phá giải thì nhẹ nhàng hơn. Bỗng mấy tiếng nổ liên tục, trận pháp làm nguyên hành giả áo đen tốn nhiều thời gian, trong phút chốc đã bị phá. Xung quanh trở lại rõ ràng, có thể thấy đất đai băng nguyên bao la. Nguyên hành giả áo giáp ngơ ngẩn nói, bị phá như vậy sao? Đại ca giỏi trận pháp như vậy, trận pháp ta bị nhốt bên trong không thể ra được, nhưng sao nó bị phá ngay vậy? Nguyên hành giả áo đen nhìn Cầm Hỏa Thần chạy trốn ở phía xa, mắt sáng rực nói, đồ ngu nhà ngươi, chỉ biết chiến đấu chứ biết gì trận pháp đâu, có thể trong khoảnh khắc phá giải trận pháp của ta, còn hỗn độn nguyên thú đó chắc chắn không làm được. Hỗn độn nguyên thú nổi tiếng ngu ngốc mà, chắc là một trong hai tu hành giả chỉ điểm rồi, không ngờ là đại sư trận pháp lợi hại như vậy. Phá trận pháp khiến cho Cầm Hỏa Thần rất thương phấn, nó phát ra tiếng giống rung trời mà hét to, nguyên hành giả, người có trận pháp chứ gì, lại đây ra mấy trận pháp nữa xem chơi. Trận pháp cần bố trí trước. Lúc nguyên hành giả áo đen phát hiện nhóm Kỷ Linh đã bày ra sẵn rồi mới hiện hình, giờ y lấy đâu ra trận pháp cường đại đây? Nguyên hành giả áo đen mắt lộ tia hưng phấn, nhếch môi cười nói,
Mấy vị cho rằng phá trận pháp là chạy thoát được sao? Cẩm Hòa hú lên: Trốn nữa, không có trận pháp thì ngươi ngăn ta được hay sao? Hoặc là ngoan ngoãn giao hợp đạo hỏa vân hoa ra, hoặc ta cướp sạch nguyên băng phong hải của ngươi. Đây là chỗ của ta, ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Giữa trán của nguyên hành giả áo đen chợt bay ra hình tròn kỳ lạ, hình tròn có nhiều góc cạnh. Hình tròn bay đến giữa không trung, ầm vang, lực lượng kỳ dị thuộc về không gian kéo dài, lan tỏa bốn phương tám hướng. Lực lượng vô hình khuếch tán quá nhanh, chớp mắt bao trùm vạn đức dặm. Không gian vạn đức dặm chợt biến đổi thành thế giới trời sao. Cầm Hòa Thần, hai tu hành giả đều ở trong thế giới trời sao này. Giọng nguyên hành giả áo đen văng vẳng trong mỗi thế giới trời sao: Đây là một binh khí chiến tranh của Tây Tư tộc năm xưa, giết tới chỗ ta, bị ta giết chết chiếm được. Kỳ Linh ở trong pháp bảo động thiên lập tức ra lệnh: Cầm Hóa, binh khí chiến tranh mạnh thật, nhưng để khởi động sẽ tiêu hao rất lớn. Mặc kệ hắn ta, người có thân thể gần như bất diệt, cưỡng ép đụng thế giới trời sao cho nó nát ra đi. Mệnh lệnh của Kỳ Linh rất hợp với tính tình của Cầm Hỏa Thần. Ta rõ rồi chủ nhân. Cầm Hỏa Thần liền phát ra tiếng giống rung trời, đôi cánh vỗ để lại vệt sáng trên không trung, song hướng tận cùng thế giới trời sao. Nguyên hành giả áo đen bình tĩnh nhìn cảnh này: Cứng rắn mà đến đây sao? Bùm! Phách màng bên rìa thế giới sao bị Cầm Hỏa Thần tốc độ bay cực hạn, dùng hai móng vuốt thịt to đập chúng. Tiếng nổ vang vọng cả thế giới sao, nhưng thế giới sao vốn ổn định, không rung rinh chút nào. Ngược lại Cầm Hỏa Thần vì lực phản chấn bay ngược về sau mấy vạn dặm. Kỳ Linh chuẩn âm nói: Ồ, không uống, là binh khí của Tây Tư tộc. Nguyên hành giả áo đen tuy có uy năng hùng hồn, mạnh hơn chúa tể bình thường rất nhiều, nhưng không thể nào giống Cầm Hóa, năng lượng gần như cùng vô cùng vô tận. Cầm Hóa, người cứ tấn công nhiều lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ta chờ xem nguyên hình giả áo đen này có chống cự được không. Được. Cầm Hỏa Thần nghe chủ nhân nói thì chần chề niềm tin, nhiều lần hùng dũng lao lên. Bùm 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 bùm. Cầm Hỏa Thần còn mang theo tiết tấu điên cuồng, dốc hết sức mà vỗ đập. Nguyên hình giả áo đen nhẹ lắc đầu, động ý niệm. Vèo. Lực lượng kỳ dị bao phủ vạn đức dặm bay về ngay, tất cả tụ vào trong quả cầu lơ lửng trước mặt nguyên hình giả áo đen. Thế giới xung quanh trở về đất liền băng giá. Kiều Linh mừng rỡ: Bỏ cuộc rồi ư? Giọng nguyên hình giả áo đen ồm ồm: Đừng tưởng rằng ta sợ các ngươi. Binh khí Tây Tư tộc này tự thành không gian cực kỳ ổn định, không dễ bị phá đâu. Hơn nữa khuyết thiểu đạo nhân ta đây tung hoành trong vũ trụ hỗn độn, có vô số thủ đoạn, dù không giết được các ngươi nhưng dễ dàng giam cầm lại. Các ngươi muốn chạy đi phải đột phá tầng cuồng phong. Để vượt qua chứng ngại tầng cuồng phong, các ngươi phải bay lên ức năm. Nếu ta ra tay thì dù các ngươi còn sống cũng mãi mãi không trốn ra được đâu. Lòng Kỳ Linh nghe vậy trùng xuống, đúng là muốn tốn phải bay đi từ từ. Đừng tưởng rằng ta sợ các ngươi. Binh khí của Tây Tư tộc này tự thành không gian cực kỳ ổn định, không dễ bị phá đâu. Hơn nữa khuyết thiểu đạo nhân ta đây tung hoành trong vũ trụ hỗn độn, có vô số thủ đoạn, dù không giết được các ngươi thế nhưng dễ dàng giam cầm lại. Các ngươi muốn chạy đi phải đột phá tầng cuồng phong, mà để vượt qua chứng ngại tầng cuồng phong, các ngươi phải bay lên ức năm. Nếu ta ra tay thì dù các ngươi còn sống cũng mãi mãi không trốn ra được đâu. Lòng Kỳ Linh nghe vậy liền trùng xuống, đúng là muốn trốn phải bay từ từ đi ra. Nguyên hành giả áo đen nói kêu đó không hoàn toàn là mạnh miệng, thế nhưng Kỳ Linh cho rằng Cầm Hỏa Thần mạnh như vậy không dễ bị trói chân. Vèo. Một chiếc vực giới phi chu xuất hiện bên cạnh Cầm Hỏa Thần. Trong phi chu là Kỳ Linh, Thanh Ma và Bạch Dung. Cả đám không dám ra khỏi vực giới phi chu, sợ bị đánh lén. Thanh Ma cao giọng nói: Nói cứng miệng lắm, thế nhưng tại sao ngươi lại thu binh khí Tây Tư tộc về vậy? Khuyết thiểu đạo nhân bật cười. Nguyên hành giả áo giáp đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn đại ca của mình. Bình thường đại ca mặt lạnh tanh, hiếm khi cười thế này. Mắt khuyết thiểu đạo nhân lạnh lùng nhìn vực giới phi chu. Mới rồi các ngươi dễ dàng phá giải trận pháp của ta. Ta không tin hỗn độn nguyên thú hiểu trận pháp. Vậy chắc là một trong hai người các ngươi là cao thủ trận pháp rồi, nên ta cảm thấy không cần đánh giết nữa. Các ngươi muốn hợp đạo hỏa vân hoa đúng không? Hợp đạo hỏa vân hoa không có tác dụng gì với ta. Ta nhờ các ngươi phá giải một trận cấm chế giúp ta. Các ngươi muốn hợp đạo hỏa vân hoa, nếu ta không đoán sai chắc vì đạo quân áo trắng cần phải không?
Miễn phá giải trận pháp cấm chế của ta, sẽ đưa hợp đạo hỏa vân hoa lên. Không chỉ hợp đạo hỏa vân hoa, bảo vật hợp đạo khác như hương bảo linh quả, ta đều tặng cho ngươi. Nguyên hành giả tóc xanh mặc giáp xen lời: đại ca, hương bảo linh quả ăn rất là ngon. Khuyết hiểu đạo quân lạnh lùng liếc qua nguyên hành giả áo giáp, ngoan ngoãn im miệng. Sao, phá giải trận pháp cấm chế ư? Kỳ Linh và Thanh Ma ở trong vực giới phi chu hơi động lòng. Có thể không đánh nhau thì ai lại muốn đánh đây? Nguyên hành giả không dễ chọc vào. Thanh Ma truyền âm nói: Bắc Minh, hợp đạo hỏa vân hoa, hương bảo linh quả chỉ quan trọng với đạo quân, không quý giá với nguyên hành giả, vĩnh hằng đế quân. Chắc hắn không đến mức lừa ngươi đâu. Kỳ Linh nói: cũng được thôi, nhưng trước đó phải lập lời thề bản mệnh. Được thôi, nhưng trước đó ta phải nói cho các ngươi biết, nguyên băng phong hải này chỉ có một gốc hợp đạo hỏa vân hoa. Nó cũng đang sinh trưởng, phỏng chừng cần mấy vạn hỗn độn kỷ nguyên mới chín được. Dù tăng tốc thời gian thì tối đa chỉ tăng gấp 100 lần, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng. Tức là người nhanh nhất cũng phải mấy chục hỗn độn kỷ nguyên về sau mới có được hợp đạo hỏa vân hoa. Ồ, không sao cả. Kỳ Linh cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, vì hợp đạo hỏa vân hoa vừa chín phải sử dụng trong vòng ngàn năm, nên thứ hắn tìm được chưa chắc đã chín. Thời gian kỳ chân thế này sinh ra vốn rất dài, mấy chục hỗn độn kỷ nguyên ư, tuy hơi dài thế nhưng Kỳ Linh có thể chuẩn bị tốt hơn cho hợp đạo. Khi nào hợp đạo hỏa vân hoa chín muồi nở rộ là hắn sẽ hợp đạo ngay. Khuyết hiểu đạo nhân vung tay lên: được rồi, ta cần các ngươi phá giải trận pháp cấm chế trên tấm thuẫn này. Một tấm thuẫn màu thanh đồng cao cỡ 3 trượng hiện ra trước mắt khuyết hiểu đạo nhân. Trên tấm thuẫn có mặt thú lớn toát ra hơi thở bí ẩn bá đạo. Khuyết hiểu đạo nhân nói: thứ này là ta ngẫu nhiên lấy được từ khu ranh giới tộc địa Tây Tư tộc, nhưng đến nay mãi không phá giải được trận pháp cấm chế ở trên đây. Kỳ Linh, Thanh Ma kinh ngạc mà kêu lên: sao, tộc địa Tây Tư tộc ư? Khuyết hiểu đạo nhân đáp: đúng vậy, nguyên của tộc địa Tây Tư tộc. Cũng đừng hỏi nhiều, các ngươi chỉ cần phá giải trận pháp cấm chế này là được rồi. Kỳ Linh và Khuyết hiểu đạo nhân lập lời thề, sau đó hắn yên tâm đi ra khỏi vực giới phi chu. Vèo, thân hình Khuyết hiểu đạo nhân nhanh chóng rút nhỏ từ 108,000 trượng cao xuống vừa tầm nhóm Kỳ Linh. Khuyết hiểu đạo nhân liếc nguyên hành giả mặc sắp bên cạnh, gã ngoan ngoãn thu nhỏ lại. Kỳ Linh, Thanh Ma, Bạch Dung cầm hỏa thần cũng đi tới. Nguyên hành giả mặc sắp lẩm bẩm: thật là nhát gan, sợ chết mà. Khuyết hiểu đạo nhân phản bác: cái này gọi là cẩn thận. Khuyết hiểu đạo nhân nhìn hai người Kỳ Linh: phá giải trận pháp cấm chế trên tấm thuẫn, rồi mọi thứ y theo lời thề. Nếu không phá giải được thì đừng mơ có được bảo vật. Kỳ Linh đi hướng tấm thuẫn: yên tâm đi, nếu không phá giải được thì muốn đánh hay gì đó cứ từ từ rồi tính. Cầm hỏa thần nhe răng gầm giống hướng hai nguyên hành giả. Kỳ Linh gật gù: chà chà, đúng là binh khí của Tây Tư tộc mà. Mặt trên có 7 tầng cấm chế trận pháp, chắc là binh khí rất quan trọng. Khuyết hiểu đạo nhân nói: lúc trước bằng hữu tốt của ta suy đoán, nếu là hình dạng tấm thuẫn thì chắc dùng để phòng ngự giữ mạng rồi. Có nhiều binh khí Tây Tư tộc có mạnh có yếu, như xiềng xích Kỳ Linh lấy được có công hiệu chấn áp hấp thu năng lượng, như lúc trước Khuyết hiểu đạo nhân sử dụng tự thành không gian, như thanh dương tinh của Đạt Phong lãnh chủ có thể nháy mắt xuyên qua khu vực xa tít mù, có thể bắn ra đòn đánh đáng sợ. Binh khí của Đạt Phong lãnh chủ có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến một khu vực, quý giá hơn rất nhiều. Kỳ Linh gật đầu cẩn thận xem binh khí tấm thuẫn, mỉm cười nói: cũng hơi có chút thú vị, người bày ra trận pháp cấm chế này cũng xem như là một cao thủ. Cấm chế có công hiệu chấn áp phong tỏa, cùng điểm chung với xưởng xích trói buộc cầm hỏa thần, nhưng mức độ phức tạp thấp hơn nhiều, vì cầm hỏa thần quá quan trọng. Tây Tư tộc phải phái ra tôn chủ ra tay, cố ý luyện chế ra xưởng xích chấn áp giam cầm. Giá trị của tấm thuẫn không bằng một con hỗn độn nguyên thú. Trận pháp cấm chế trên tấm thuẫn cũng không phải tôn chủ phong ấn. Cấm chế giam cầm cầm hỏa thần mới khó, nếu không có pháp môn văn minh Tây Tư tộc ghi chép tỉ mỉ lại thì Kỳ Linh không phá giải được. Lúc trước cảnh giới trận pháp của Kỳ Linh rất cao, lại được chỉ dẫn tỉ mỉ, cẩn thận nghiên cứu rồi dập khuôn, thời gian thật trôi qua mấy trăm hỗn độn kỷ nguyên mới thành công phá giải. Cái trước mắt thì đơn giản hơn nhiều. Kỳ Linh hiểu nhiều lưu phái trận pháp của Tây Tư tộc, cấm chế trên tấm thuẫn đã được ghi lại kỹ càng trong sách của Tây Tư tộc. Khuyết hiểu đạo nhân nói:
Không vội đâu, cứ từ từ, miễn phá giải trước khi hợp đạo Hỏa Vân Hoa 9 là được rồi. Người có mấy chục hỗn độn kỷ nguyên. Lúc này, nguyên hành giả mặc giáp liền xin đi ngủ. Phải chờ đến mấy chục hỗn độn kỷ nguyên, đại ca à, thôi ta đi ngủ một giấc đây, chờ tới lúc đó hãy đánh thức ta. Kỷ Linh vươn tay điểm nhẹ vào bề mặt của tấm thuẫn. Không cần rắc rối như vậy đâu. Một luồng sáng pháp lực bắn ra từ ngón tay của Kỷ Linh chui vào tấm thuẫn. Từng tầng trận pháp cấm chế trên tấm thuẫn lặng lẽ liên tục vỡ ra. Chỉ trong khoảnh khắc, 7 tầng trận pháp cấm chế đã bị phá giải. Tấm thuẫn nhanh chóng tỏa ra hơi thở đáng sợ, dày nặng như núi, làm cho Kỷ Linh cảm giác cố hết sức cũng không thể lay động tấm thuẫn chút nào. Nguyên hành giả áo giáp kinh ngạc mà kêu lên: đại ca, chẳng phải nói rất khó hay sao? Khuyết Hiểu đạo nhân bị bất ngờ, sau đó cười lớn, nồng nhiệt vỗ vai Kỷ Linh bồm bộp. Kỷ Linh ngạc nhiên, Khuyết Hiểu đạo nhân thoải mái cười lớn: tiểu đạo quân nhà ngươi thật lợi hại. Lúc trước ta còn tưởng người am hiểu trận pháp là lão già gầy đét sau lưng ngươi kìa. Nhìn đạo quân đứng ra làm ta lạnh lòng, không ngờ ngươi trong một chốc đã phá giải được rồi. Lợi hại, lợi hại. Hợp đạo Hỏa Vân Hoa, hương bảo linh quả gì gì đó, ngươi cứ lấy đi đi. Phải rồi, trong pháp bảo động thiên của ta có mấy trái hương bảo linh quả, để dành chiêu đãi bằng hữu tốt đây, cũng tặng cho ngươi luôn. Khuyết Hiểu đạo quân vung tay lên, một hộp ngọc bích xanh hiện ra trước mặt. Nắp hộp mở, bên trong đặt 5 trái cây màu đỏ, làm cho Kỷ Linh ứa nước miếng. Kỷ Linh vui vẻ phất tay thu lấy: xin đa tạ. Hương bảo linh quả không có tác dụng gì lớn với Kỷ Linh, nhưng bằng hữu tốt Cửu Trần, sư phụ Bồ Đề, bọn họ về sau khi hợp đạo thì hương bảo linh quả sẽ trợ giúp rất lớn. Thái độ của Khuyết Hiểu đạo nhân đã tốt hơn nhiều. Tạ ơn cái gì chứ, chúng ta tùy ý ăn nó cũng chỉ có tác dụng quan trọng với đạo quân mà thôi. Đi, ta mang ngươi đi xem đó hợp đạo Hỏa Vân Hoa kia. Mắt Kỷ Linh sáng rực lên, lập tức mang theo Cầm Hỏa, Thanh Ma, Bạch Dung đi cùng Khuyết Hiểu đạo nhân. Nguyên hành giả áo giáp vào sâu trong lòng đất. Lòng đất sâu trong băng phong hải có các đường hàn băng. Khuyết Hiểu đạo nhân nhanh chóng dẫn nhóm Kỷ Linh đến trước một trận pháp thời không. Khuyết Hiểu đạo nhân giải thích nói rằng: chỗ ta có nhiều vòng xoáy cuồng phong, thời không không được ổn định. Ta không có cách nào trực tiếp xuyên qua thời không, nên tốn khá nhiều công sức bày nhiều trận pháp ổn định thời không một chút đi. Cuối cùng hình thành 8 đường thời không ổn định, có thể nhanh chóng đến các khu vực khác nhau trong băng phong hải. Thanh Ma cười nói: ồ, lúc trước chúng ta còn phải từ từ mà đi tới đây. Khuyết Hiểu đạo nhân cười nói: ha ha, các tu hành giả bình thường thấy chúng ta sẽ sợ hãi chạy mất dép, hiếm ai không sợ chúng ta. Đi, đi vào trận pháp nào. Vèo. Đi qua đường thời không có trận pháp ổn định, nhóm Kỷ Linh được đưa đến chỗ khác của băng phong hải. Khuyết Hiểu đạo nhân nhanh chóng dẫn cả đám tới nơi có hợp đạo Hỏa Vân Hoa. Trong một ao lạnh sâu tận lòng đất, ao nước lóe ánh sáng xanh, chính giữa có một đóa hoa đung đưa, hoa chấm nụ màu hồng, 3 miếng lá đỏ rực lóe tia lửa. Khuyết Hiểu đạo nhân chỉ vào đó nói: đó chính là hợp đạo Hỏa Vân Hoa, chờ giây phút hợp đạo Hỏa Vân Hoa nở rộ mới đẹp được. Kỷ Linh kinh ngạc hỏi: đó hợp đạo Hỏa Vân Hoa này ở trong lòng đất ư? Khuyết Hiểu đạo nhân, nguyên băng phong hải không có hợp đạo Hỏa Vân Hoa khác hay sao? Đạt Phong lĩnh chủ nói: đó hợp đạo Hỏa Vân Hoa nằm ở sân cốc, đương nhiên là chuyện lâu thật lâu trước kia. Đóa hoa đó đã sớm nở rộ, sớm bị hái rồi. Thế nhưng Kỷ Linh cứ nghĩ đến trên mặt đất có hợp đạo Hỏa Vân Hoa. Khuyết Hiểu đạo nhân cười nói: hợp đạo Hỏa Vân Hoa rất đặc biệt, nguyên hoàn cảnh đặc biệt băng phong hải dưỡng dục mới sinh ra nó. Cùng thời kỳ chỉ có một đóa thôi. Đôi khi nó ở mặt đất, có khi trên đỉnh núi, hoặc trong lòng núi, hoặc trong lòng đất vậy. Miễn ở băng phong hải thì có thể mọc từ bất cứ đâu, nhưng cùng thời kỳ chỉ có một đóa. Đây là chỗ của ta nên ta rất rành. Nguyên hành giả mặc giáp xen lời nói: đúng vậy đúng vậy, chỉ có một đóa thôi. Nó nở rộ gây động tĩnh khá lớn, không thể giấu giếm chúng ta và đại ca được. Đại ca của ta thường đi ra ngoài, ta thì luôn ở băng phong hải. Sống lâu như vậy đã mấy hợp đạo Hỏa Vân Hoa nở mấy trăm lần rồi, luôn là như vậy cả. Kỷ Linh gật đầu. Dù chuyến đi này bọn họ thập thò đến không bị nguyên hành giả phát hiện ra, thế nhưng vất vả tìm khắp nền đất băng phong hải cũng không có ra hợp đạo Hỏa Vân Hoa. Vào lòng đất đưa, trong lòng đất càng có các đường băng khúc chiết vô cùng, muốn tìm lại càng khó, vào lòng đất lại dễ bị phát hiện.
Khi bị nhận ra ngay rồi đấu với Khuyết Hiểu đạo nhân một trận, xem ra là chuyện tốt, ít ra cũng không lãng phí thời gian quá lâu. Khuyết Hiểu đạo nhân nhìn hướng Kỳ Linh. Giờ nó chỉ là một nụ hoa, cần mấy vạn hỗn độn kỷ nguyên mới chín được. Người muốn bày trận hay là để ta làm đây? Kỳ Linh tiến lên nói. Để ta. Khuyết Hiểu đạo nhân mỉm cười đứng ở một bên. Người giỏi hơn ta về trận pháp cũng cẩn thận hơn. Bình thường Khuyết Hiểu đạo nhân luôn mặt âm trầm, thế nhưng hôm nay tâm tình siêu tốt, vì binh khí Tây Tư tộc làm gã ưu phiền bao năm tháng vô tận, rốt cuộc bị phá giải cấm chế. Khuyết Hiểu đạo nhân đã âm thầm luyện hóa, hiểu cách dùng của binh khí Tây Tư tộc này. Có binh khí Tây Tư tộc thì thực lực của Khuyết Hiểu đạo nhân tăng lên rất nhiều, địa vị trong nhóm bằng hữu tốt cũng sẽ lên cao. Kỳ Linh cẩn thận bày ra trận pháp tăng tốc thời gian quanh ao lạnh. Tuy Khuyết Hiểu đạo nhân nói có thể tăng tốc gấp ngàn lần, nhưng hắn vẫn cẩn thận dần nâng cao tốc độ chảy của thời gian. 100 lần, 300 lần, 500 lần. Kỳ Linh e ngại lo âu sẽ ảnh hưởng hợp đạo hỏa vân hoa sinh trưởng, nhưng Khuyết Hiểu đạo nhân đã nói đúng. Mãi khi hắn tăng tốc độ thời gian gấp ngàn lần, mọi thứ vẫn ổn định. Kỳ Linh thầm thở phào. Có hợp đạo hỏa vân hoa rồi, Kỳ Linh không nghĩ ra còn cần chuẩn bị cái gì nữa. Về vật ngoài thân có bệ đá chí tôn, thạch hỏa châu, hợp đạo hỏa vân hoa là đã trọn vẹn. Những ngày sau đó, Kỳ Linh tạm thời ở lại băng phong hải. Huynh đệ Khuyết Hiểu đạo nhân nhiệt tình chiêu đãi. Về sau Kỳ Linh mới biết đạo hiệu của nguyên hành giả mặc giáp tên là Hỏa Viêm. Sống trong hoàn cảnh như băng phong hải mà đặt đạo hiệu là Hỏa Viêm, đám Kỳ Linh cũng đến giờ khóc giờ cười. Kỳ Linh ở trong băng phong hải đã hơn 50 hỗn độn kỷ nguyên. Thời gian này rất dài với Kỳ Linh. Nguyên thần thứ hai của hắn luôn trên bệ đá chí tôn ở Thanh Hoa Động Phủ, với tốc độ thời gian gấp 100 lần, chăm chỉ tham ngộ các pháp môn, không muốn lãng phí chút xíu thời gian nào cả. Thời gian tu luyện thật sự là hơn 5.000 hỗn độn kỷ nguyên, với các thành tựu thời không, trận pháp, nhân quả, trung cực kiếm đạo của Kỳ Linh, tham ngộ pháp môn khác nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiếp theo là đạo thôi diễn khó nhất, nhưng Kỳ Linh chỉ mất một nửa thời gian so với đạo nhân quả, chủ yếu vì trận pháp, nhân quả, đạo thôi diễn có nhiều mối liên quan. Thật ra, rất nhiều đạo liên quan với nhau, như đạo hàn băng, đạo thủy hành. Trong thủy hành vốn bao gồm phần hàn băng, nhưng đạo hàn băng thuần túy hơn, đi xa hơn. Các đạo, Kỳ Linh liên tục tu luyện tất cả đến đẳng cấp thánh thành chi chủ. Hắn có nhiều tham ngộ hơn với vũ trụ hỗn độn bao la. Nhưng như Kỳ Linh dự đoán, Kỳ Linh không thêm chút cảm ngộ nào về trung cực kiếm đạo cả. Tu hành gì, tham ngộ thế nào cũng không trợ giúp cho trung cực kiếm đạo được. Kỳ Linh thầm nghĩ, không tiến bộ được nữa, vậy đành vứt bỏ tất cả đi hợp đạo. Đoạn ngày dài trong băng phong hải cũng là quá trình luyện tâm. Đạo của Kỳ Linh càng thuần túy hơn. Hắn không có tạp niệm khác, chỉ một lòng chờ cho hợp đạo. Sâu trong lòng đất bên cạnh ao lạnh, đám người Kỳ Linh, Khuyết Hiểu đạo nhân, Cầm Hỏa Thần đều có mặt tại đây. Khuyết Hiểu đạo nhân, Hỏa Viêm đạo nhân trong mắt tràn ngập mong chờ. Nhanh, sắp nở rồi. Kỳ Linh cũng nhìn chằm chằm. Đó hoa chớm nụ trong ao lạnh so với lúc trước chỉ có chút lực lượng thần kỳ, thì nay đã hùng hậu hơn, cảm giác tùy thời sẽ bùng nổ. Vèo! Đó hoa đột ngột nở ra, lực lượng lửa tràn ngập xung quanh, hình thành đám mây màu đỏ xinh đẹp. Mây lửa vòng quanh, lá cây bao bọc. Một đó hoa xòe ra tươi thắm, Kỳ Linh thì thào. Hỏa vân hoa, hợp đạo hỏa vân hoa. Khuyết Hiểu đạo nhân hỏi, Bắc Minh chưa hái hay sao? Kỳ Linh lập tức bước lên, rút về trận pháp, một pháp lực quét qua dễ dàng bao trọn một gốc hợp đạo hỏa vân hoa, nhổ tận gốc. Trước mặt Kỳ Linh xuất hiện một hộp ngọc. Hộp mở ra, hắn cẩn thận đặt hợp đạo hỏa vân hoa vào trong hộp ngọc, còn bay ra trận pháp giảm thời gian trên hộp ngọc. Tốc độ thời gian chảy không ngừng được giảm mạnh. Khi tốc độ thời gian chảy giảm xuống 1% vạn với bên ngoài, Kỳ Linh phát hiện năng lượng giữ cho trận pháp tiêu hao tăng nhanh kịch liệt, hắn đã không chịu nổi. Khuyết Hiểu đạo nhân nói, đừng cưỡng cầu, sau khi hợp đạo hỏa vân hoa nở rộ phải sử dụng trong vòng ngàn năm, nếu không lực lượng thần kỳ của nó sẽ tan biến hết đi. Người khiến tốc độ thời gian chảy của nó giảm bớt đi thì lực lượng thần kỳ của nó sẽ chống cự, nên không thể nào khiến thời gian hoàn toàn đứng yên được. Kỳ Linh đã hiểu, không ai ngăn được lực lượng thần kỳ của hợp đạo hỏa vân hoa chơi đi. Nếu ai cũng có thể giữ cho thời gian tĩnh lặng thì một số hợp đạo hỏa vân hoa trước kia đã tích góp lại cho nhóm đạo quân sử dụng. Miễn cưỡng giữ tốc độ thời gian chảy 1% vạn đã gần như cực hạn. Đó hoa như vậy tối đa chỉ giữ được 10 ước năm.
Đại năng lợi hại cỡ nào cũng không thể tích góp một số lớn hợp đạo hỏa vân hoa được. Kỳ Linh cười nhìn Khuyết Hiểu đạo nhân. Vậy là đủ rồi, đủ để ta mang nó về nhà. Khuyết Hiểu huynh, mấy ngày nay đã quấy rầy, chúng ta cũng nên đi rồi. Khuyết Hiểu đạo nhân nói. Hợp đạo là cửa ải khó nhất với tu hành giả các ngươi. Hãy nên cẩn thận, nếu ngươi hợp đạo thành công, tương lai sẽ có ngày hai ta gặp lại. Đại lục khối băng, Khuyết Hiểu đạo nhân, Hỏa Viêm đạo nhân ngước nhìn chiếc vực giới phi chu lao nhanh vào cuồng phong vô tận trên bầu trời. Hỏa Viêm đạo nhân hỏi, đại ca nói xem, hắn có thể hợp đạo thành công hay không? Khuyết Hiểu đạo nhân lắc đầu nói, hắn tu hành là đạo trung cực trong truyền thuyết kia, rất khó hợp đạo. Hắn là đạo quân duy nhất trong số bằng hữu ta kết bạn, hy vọng hắn có thể hợp đạo thành công. Ngay ở băng phong hải, Kỳ Linh có luận đạo với Khuyết Hiểu đạo nhân. Đám Kỳ Linh mất hàng ức năm vất vả bay ra tầng cuồng phong, sau đó đi ngay hướng quê nhà. Trong băng phong hải, Kỳ Linh trừ được hợp đạo hỏa vân hoa quan trọng nhất ra, hắn có 15 trái hương bảo linh quả. Tại Viêm Long vực giới, Thiên Thương vực, bên trong Thiên Thương cung, vèo, một chiếc vực giới phi chu xuyên qua cấm chế giáng lâm xuống Bắc Minh động phủ. Trong động phủ chỉ có Tô Vô Cơ, Đan Bảo, các đệ tử của Kỳ Linh bình thường không dám đến quấy rầy. Thiên Nhất Đế Quân, Tô Vô Cơ, Đan Bảo nghênh đón. Kỳ Linh, chủ nhân. Nhóm Kỳ Linh bay ra, cất đi vực giới phi chu. Kỳ Linh mỉm cười nói, đại ca, Vô Cơ, Đan Bảo. Thiên Nhất Đế Quân mong đợi hỏi, sao, có thành công không? Kỳ Linh trả lời, ta đã hái được hợp đạo hỏa vân hoa rồi. Ta định trong một năm tiếp theo lại chuẩn bị một chút, bài bố lại trận pháp Thiên Thương cung, sau đó sẽ hợp đạo. Thiên Nhất Đế Quân, Tô Vô Cơ, Đan Bảo kinh ngạc mà kêu lên, sao, hợp đạo ư? Tô Vô Cơ sốt ruột nói, chủ nhân hợp đạo nhanh như vậy ư? Chủ nhân cách đại nạn còn rất xa, không cần gấp đâu, hoàn toàn có thể đợi thêm 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên rồi hợp đạo cũng không chậm mà. Kỳ Linh nói, các người không biết đâu, ta có được hợp đạo hỏa vân hoa phải dùng trong ngàn năm, hơn nữa ta kéo dài lâu hơn cũng không giúp gì cho việc hợp đạo cả. Kỳ Linh đã không có đường lùi, không còn chút cảm ngộ giải giác mới cho trung cực kiếm đạo, cứ kéo dài chỉ lãng phí thời gian. Kỳ Linh biết trung cực kiếm đạo hợp đạo vốn vô cùng khó khăn, hắn phải có quyết tâm tiến lên phía trước, không thể có chút xíu nhát gan, phải dứt khoát khí thế như lũ mới có hy vọng thành công được. Mắt Tô Vô Cơ tràn đầy lo lắng nói, chủ nhân hãy cẩn thận. Tô Vô Cơ vốn hy vọng có thể cùng Kỳ Linh hợp đạo, nhưng nàng chỉ mới đến tứ bộ đạo quân, hợp đạo của nàng không mạnh nên chưa chạm đến ngưỡng cửa hợp đạo. Đan Bảo hiện là tứ bộ đạo quân, nhưng họ còn cần nhiều thời gian chuẩn bị. Kỳ Linh nhìn Tô Vô Cơ, yên tâm, Vô Cơ khi nào hợp đạo nhớ nói trước với ta, khi đó sẽ có quả cho nàng. Ai đối xử tốt với mình, tất nhiên Kỳ Linh cảm nhận được, với thành tựu đạo nhân quả của hắn có thể thấy rõ. Trong Thiên Nhất Đế Quân, Đan Bảo, Tô Vô Cơ thì nàng tốt với Kỳ Linh nhất, dây dưa nhân quả rất sâu với hắn. Tô Vô Cơ sẽ không do dự nếu cần hy sinh mạng sống vì hắn, nên trong lòng Kỳ Linh cũng thân thiết với nàng hơn. Thiên Nhất Đế Quân liền hỏi, Kỳ Linh có cần báo cho nhóm Mang Nhai Chúa Tế biết ngươi hợp đạo không? Ba vị chúa tế lúc trước có dặn là khi nào ngươi sắp hợp đạo nhớ báo trước cho họ. Kỳ Linh lắc đầu nói, không cần nói đâu, ta không muốn gây ầm ĩ. Thiên Nhất Đế Quân gật đầu nói, được rồi, ta nghe theo ngươi. Thiên Nhất Đế Quân biết nhóm Mang Nhai Chúa Tể muốn biết trước Kỳ Linh hợp đạo, một vì đặt phong lĩnh chủ, hai vì muốn dự phòng. Vì đạo quân mà hợp đạo thất bại, chân linh sẽ tán loạn. Tán loạn chân linh là cả một quá trình, chân linh càng mạnh, thời gian tán loạn lại càng dài. Như chân linh của Bắc Hưu Thế Giới Thần tán loạn dài một hỗn độn kỷ nguyên, cảnh giới như Kỳ Linh dù chân linh có tán loạn cũng sẽ kéo dài khá lâu. Thời gian dài như vậy vừa định trước thân tử đạo tiêu, ai biết đạo quân sắp thân tử đạo tiêu sẽ làm ra chuyện gì. Nhiều sinh tử đạo quân hợp đạo thất bại sẽ phóng túng bản thân, làm chuyện trước kia bó tay bó chân không dám làm. Một số người khi điên cuồng lên thường tùy ý mà tàn sát. Nên biết Kỳ Linh có cầm hỏa thần, thực lực càng mạnh khi nổi điên lại càng đáng sợ. Nếu Kỳ Linh không hợp đạo thành công thì sẽ như ma đầu mang theo cầm hỏa thần đi quậy, khi đó ai ngăn cản hắn được đây? Kỳ Linh thản nhiên nói, ta hợp đạo chỉ cần yên tĩnh là được. Đạt phong lĩnh chủ và cái vị bệ hạ cô đơn băng phong quân đoàn kia luôn nhẫn nhịn chờ đợi,
Có ý gì đó ta đều hiểu, nhưng cho ai hoặc không cho ai do ta quyết định. Kỷ Linh biết hai vị kia chở hắn hợp đạo thất bại, đợi hắn chết đi. Trong lòng Kỷ Linh nghĩ dù có thất bại thì hắn không muốn cưỡng ép cầm hỏa, hắn càng hy vọng nó tự quyết định. Kỷ Linh đã có tính toán riêng. Chờ xem đi. Nếu Kỷ Linh hợp đạo thất bại, đã định trước thân chết đạo tiêu mới là đối tượng làm người ta sợ hãi, còn hợp đạo thành công thì càng khỏi phải nói. Mọi chuyện không cần nghĩ nhiều, điều ta cần làm chỉ có một thôi, hợp đạo. Niềm tin hợp đạo trong lòng Kỷ Linh mãnh liệt đến đáng sợ. Vì trong đoạn thời gian ở Băng Phong Hải, Kỷ Linh tu hành nhiều đạo, đạo thôi diễn có thành tựu. Vì tam giới, thiên thương cung làm Kỷ Linh tốn nhiều thời gian cho trận pháp. Hắn tập một số trận pháp ghi trong sách Văn Minh Tu Hành Giả đã ghi lại và Tây Tư Tộc đã ghi lại. Hấp thu kinh nghiệm trận pháp của hai văn minh, cải thiện thành đại trận cực kỳ phức tạp và đáng sợ. Đại trận do 52 tầng trận pháp cấu thành. Kỷ Linh định bày một số bộ ở thiên thương cung và tam giới. Đại trận như thế cực kỳ huyền diệu, dù là đạo trận pháp thành tựu chúa tể cũng khó phá giải được. Vì bên trong chứa nhiều tinh hoa của các đại năng tiền bối, Kỷ Linh chỉ bắt chước gom lại cộng với một số thể nghiệm của riêng hắn, tất cả kết hợp thành 52 tầng. Lưu phái trận pháp của hai văn minh như âm dương kết hợp mà thành. Dựa vào cảnh giới ư, chúa tể đạo trận pháp rất khó phá, phải mất thời gian lâu thật lâu mới có hy vọng. Dùng lực phá pháp ư, Kỷ Linh có nhiều báu vật, hắn chuẩn bị nguồn năng lượng trong trận pháp đều là tuyệt đỉnh, có đủ nguồn năng lượng phối hợp trận pháp cường đại thì 8-10 chúa tể liên hợp lại cũng không thể nào lay động. Bản thân Kỷ Linh có sức chiến đấu cấp chúa tể nên biết rõ điều đó. Nhưng Kỷ Linh không tự tin với Thanh Dương Tinh của Đạt Phong lãnh chủ trong truyền thuyết. Thanh Dương Tinh có thể dễ dàng nối liền hai vùng đất xa xôi, tính công kích mạnh đến đáng sợ. Kỷ Linh thầm nghĩ, vị trí tam giới luôn được giữ bí mật, mọi người đều đã lập lời thề không thể nào lộ ra ngoài được. Nếu như ta hợp đạo thất bại thì cố gắng để lại những thứ gì đó cho tam giới, nhưng ta chỉ có thể bảo vệ những cái đó, còn lại chờ xem lớp hậu bối xem thế nào thôi. Kỷ Linh thản nhiên thừa nhận, hắn đã thấy nhiều hưng suy, nếu hắn không hợp đạo thành công, tương lai chết đi thì tam giới về sau chỉ có thể dựa vào tu hành giả, tương lai của tam giới. Thời gian trôi qua từng ngày, Kỷ Linh bày trận pháp ở Thiên Thương Cung và tam giới, tài liệu trận pháp, nguồn năng lượng bằng toàn bộ báu vật của hai, ba chúa tể. Nhưng với Kỷ Linh thì số báu vật này chẳng đáng gì cả. Thiên Thương Cung, không khí trong Bắc Minh Động Phủ đặc biệt yên tĩnh. Tô Vưu Cơ, Đan Bảo, Thanh Ma chúa tể, ngay cả cầm hỏa bình thường, khờ khạo, giờ cũng ngoan ngoãn yên lặng, vì bọn họ biết ngày mai Kỷ Linh sẽ hợp đạo. Kỷ Linh ngước nhìn trời đêm. Ngày mai, cầm hỏa. Cầm hỏa mập mạp nghe Kỷ Linh gọi liền chạy tới. Chủ nhân, Kỷ Linh dặn dò, ngày mai ta hợp đạo, nếu có chút động tĩnh bị đại năng đến quấy nhiễu thì ngươi thu động phủ của ta vào pháp bảo động thiên của ngươi. Cầm hỏa đồng ý. Biết rồi, yên tâm, ai dám đến quấy nhiễu là ta ăn hắn ngay. Kỷ Linh cười. Kỷ Linh chỉ làm dự phòng vậy thôi, hơn nữa hắn hợp đạo chủ yếu nhất là nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai ở trong Thanh Hoa Động Phủ an toàn tuyệt đối, lại có bệ đá chí tôn Thạch Hỏa Châu nên hy vọng hợp đạo là lớn nhất. Kỷ Linh cũng đưa hợp đạo Hỏa Vân Hoa qua, vì bản tôn và nguyên thần thứ hai chung một thể, khi đó cùng nhau hợp đạo, nếu ai đến quấy rầy thật ra ảnh hưởng không lớn mấy. Kỷ Linh nhìn trời đêm, tâm tình đặc biệt bình tĩnh. Trải qua ngày tháng dài lâu trong Băng Phong Hải và gần một năm yên lặng bày trận, trận pháp thì đạo tâm của hắn hoàn toàn dồn vào hợp đạo. Chợt Kỷ Linh xúc động muốn đi xem tam giới trước khi hợp đạo. Đã động lòng vậy cứ đi đi, Kỷ Linh nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi đừng đi theo cùng. Kỷ Linh cất bước biến mất. Kỷ Linh một mình đến tam giới. Với thành tựu đạo nhân quả, đạo thôi diễn của Kỷ Linh, nếu hắn không muốn gặp ai thì người ta sẽ không thể thấy hắn. Tam giới. Thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng giữa hư không, nhìn hư không mênh mông và hỗn độn ở trước mắt. Thật lâu trước kia, nơi này còn là tam giới. Bây giờ tam giới mới, dù phá diệt sinh ra nhiều lần, nhưng chỉ là một thế giới hỗn độn hoàn chỉnh. Không giống ngày xưa, có thiên địa nhân tam giới, 3.000 đại thế giới, ức vạn tiểu thế giới. Kỷ Linh ngồi khoanh chân trong hư không, yên lặng mà nhìn. Lòng không linh nhảy nhót, trước mắt như tái hiện tam giới của ngày xưa, các cảnh xưa cảnh cũ. Lúc trước Kỷ Linh ở trong địa phủ, vì trận doanh vô gian môn tấn công địa phủ nên hắn không uống canh mệnh bà, đã đầu thai vào trần gian,
đầu thai vào Kỷ Thị, có phụ thân Kỷ Nhất Xuyên, mẫu thân Uất Chỉ Tuyết. Sau đó Kỷ Linh bái vào Hắc Bạch Học Cung, kết bạn với sư phụ Điện Tài Thiên Nhân, có sư đệ Mộc Tử Sóc, hai sư tỷ Cửu Liên và Dư Vi. Cửu Liên dám yêu dám hận cũng vô cùng dứt khoát, vì chuyện Thiếu Viên Thị cuối cùng chia tay với Kỷ Linh, sư tỷ Dư Vi thì luôn ở bên cạnh ủng hộ hắn. Mãi trong đại hội Tiên Duyên Đại Hạ, vô số tiên ma như Lữ Độc Tân, Hạ Hoàng chú ý, Kỷ Linh và sư tỷ Dư Vi cuối cùng cũng ở bên nhau. Đáng tiếc rất nhanh, Kỷ Linh đi Phương Thốn Sơn học nghệ dưới môn hạ của Tàng Nguyệt Tam Tinh Động lão tổ. Trở về sau, Kỷ Linh và sư tỷ gặp lại nhau, đó là lúc trận doanh Vô Gian Môn Nữ Hoa đánh nhau điên cuồng. Kỷ Linh nhớ lại quá khứ, rất đau lòng thê tử của mình. Sư tỷ, cả đời Kỷ Linh tung hoành, trong trận chiến cuối cùng tam giới, hắn một hơi lật ngược bàn cờ. Sau đó Kỷ Linh rời khỏi tam giới đi phiêu bạt trong vũ trụ hỗn độn mênh mông, đi lên điểm cao nhất. Giờ các chúa tể đều có lòng kính sợ hắn. Không chỉ có người đi theo là chúa tể, còn thuần phục một con hỗn độn nguyên thú. Với thân phận đạo quân mà có thực lực chúa tể, đi đến mức này có thể nói Kỷ Linh rất chói mắt. Chói mắt còn hơn Tâm Kiếm Đế Quân lúc trước, thậm chí là nhóm Mang Nhai chúa tể. Thế nhưng thê tử của hắn thì sao đây? Tội nghiệp bi thảm hơn nhiều. Kiếp trước là nữ đồng của bộ lạc nhỏ trên thảo nguyên, vì tai nạn buông xuống, nữ đồng chịu nhiều khó khăn trở thành nữ tu la, cơ hồ sống trong địa ngục, luôn bị thần vương âm thầm khống chế dẫn đường. Sau khi nàng đầu thai là tiên nhân chuyển kiếp, nhưng thật ra bị thần vương khống chế là quân cờ, lòng luôn phập phồng lo sợ, thích Kỷ Linh cũng không dám bày tỏ. Cuối cùng Kỷ Linh chủ động Dư Vi ôm suy nghĩ, dù có hồn phi phách tán cũng không tổn thương hắn, chấp nhận sống bên hắn. Nhưng bị thần vương uy hiếp, Dư Vi biết mình sẽ bị lộ nên sinh một đứa con cho Kỷ Linh. Sau khi đứa trẻ sinh ra, rất nhanh Dư Vi rơi vào địa ngục, cuối cùng là chân linh tan vỡ. Cuộc đời bi thảm, điều vui vẻ duy nhất là nàng cùng Kỷ Linh sinh ra nữ nhi, nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi. Đêm nay Kỷ Linh khoanh chân ngồi trong không trung, yên lặng nhớ lại ngày xưa, chủ yếu là khoảnh khắc cùng thê tử Dư Vi của mình. Làm tu hành giả cường đại, từng cảnh tượng đã trải qua trong quá khứ còn in dấu đậm sâu, có chưa qua bao lâu vẫn không mơ hồ chút nào cả, không có cảm xúc quá phức tạp, chỉ có đau lòng. Vèo. Kỷ Linh đứng dậy, xoay người nhìn quả cầu lửa ở phía xa, đó là Thái Dương Tinh. Chút tia sáng chiếu lên mặt làm khuôn mặt Kỷ Linh sáng theo. Kỷ Linh thì thào tự nói: sư tỷ, con đường tu hành ta đã đi đến hôm nay ta sẽ hợp đạo, sau đó liều một phen, hãy chờ ta, chúng ta nhất định sẽ lại tái hợp. Đạo tâm của Kỷ Linh, hồn phách chân linh đều tích xúc chờ đợi, một mình qua một đêm bình tĩnh, nhớ lại quá khứ khiến cho hắn lên đến trạng thái cao nhất. Xoẹt, Kỷ Linh cất bước, xé rách thời không biến mất trong tam giới. Sáng sớm, tại Thiên Thương Cung, trong Bắc Minh Động Phủ, Thiên Nhất Đế Quân, Thanh Ma Chúa Tể, Cầm Hỏa Thần, Tô Vu Cơ, Đan Bảo, Bạch Dung không hề nghỉ ngơi, họ luôn chờ đợi tại đây. Càng đợi, bọn họ càng hồi hộp, lo lắng sốt ruột, đủ loại cảm xúc phức tạp. Bọn họ biết hợp đạo có ý nghĩa gì với đạo quân. Vèo. Kỷ Linh hiện ra giữa hư không Bắc Minh Động Phủ, cả đám đều đứng dậy đón. Kỷ Linh, chủ nhân, Bắc Minh. Kỷ Linh quét mắt qua, mỉm cười nói: ồ, đều ở đây sao? Xem bộ dạng của các ngươi, làm như ta đã hợp đạo thất bại rồi vậy. Cầm Hỏa Thần mắt lệ rưng rưng nói: chủ nhân nhất định hợp đạo thành công. Cầm Hỏa Thần là người khó kiềm nén cảm xúc nhất trong đám người. Cầm Hỏa Thần lưu luyến nhìn Kỷ Linh như đứa con với phụ mẫu vậy. Cầm Hỏa Thần lên tiếng ngờ nghịch nói: chủ nhân lợi hại hơn tất cả các đạo quân mà ta đã từng gặp, thiên tài còn có các chúa tể, trung cực kiếm đạo gì gì đó, có là cái gì, chủ nhân chắc chắn sẽ thành công. Kỷ Linh lại gần sờ đầu Cầm Hỏa. Lúc trước Kỷ Linh thuần phục Cầm Hỏa Thần chỉ ôm ý định kiếm một trợ thủ đắc lực, nhưng theo thời gian trôi qua, ở chung lâu dài, cộng thêm Cầm Hỏa Thần như con nít vậy, không có nhiều suy nghĩ, tuyệt đối tin tưởng lưu luyến Kỷ Linh. Ở chung lâu làm cho Kỷ Linh có tình cảm sâu đậm với Cầm Hỏa, nên hắn hơi phản cảm Đạt Phong lĩnh chủ, Bệ Hạ Cô Độc đều muốn chiếm Cầm Hỏa Thần. Thanh Ma Chúa Tể cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn: Bắc Minh phải hợp đạo thành công đấy. Lúc trước ta lập lời thề đi theo ngươi 1000 hỗn độn kỷ nguyên, bây giờ mới chỉ có 100 hỗn độn kỷ nguyên, còn rất ngắn ngủi. Kỷ Linh cười phá lên: yên tâm, đến lúc tròn 1000 hỗn độn kỷ nguyên, sợ là huynh sẽ khóc đòi đi theo ta.
Khi đó ta còn chấp nhận tu huynh hay không, còn chờ suy xét lại sau. Kỳ Linh cười nhìn sang Thiên Nhất Đế Quân, Tô Vô Cơ, Đan Bảo và Bạch Dung. Kỳ Linh nói: được rồi, không nói nhiều nữa, ta bắt đầu bế quan hợp đạo đây. Thiên Nhất Đế Quân cổ vũ: người lợi hại hơn ta rất nhiều, nhất định có thể thành công. Tô Vô Cơ cũng tiếp lời: chủ nhân, sau này ta hợp đạo, hy vọng có chủ nhân ở một bên. Kỳ Linh gật đầu, hắn vỗ vai Đan Bảo, Bạch Dung hộ vệ, sau đó xoay người đi vào động phủ của mình. Đan Bảo không biết nên nói cái gì, Bạch Dung thì yên lặng nhìn theo. Dù Bạch Dung hộ vệ chỉ là khô lỗi, nhưng có linh tính, có trí tuệ rất cao. Bọn họ nhìn bóng lưng Kỳ Linh khuất sau cánh cửa. Ầm ầm ầm. Cửa động phủ liền đóng kín, Cầm Hỏa Thần bỗng nhiên biến ra nguyên hình. Con gấu to có cánh lửa lớn nằm sấp cạnh động phủ, mắt lạnh liếc xung quanh. Nó làm theo lời dặn của Kỳ Linh, bảo vệ động phủ. Bắt đầu từ bây giờ, Cầm Hỏa Thần cấm tuyệt đối không ai được quấy nhiễu Kỳ Linh hợp đạo. Đan Bảo liền an ủi: Viu Cơ, thả lòng chút đi, giờ nàng có căng thẳng thế nào cũng không giúp gì cho chủ nhân được đâu. Mọi việc đành trông nhờ vào chủ nhân thôi. Hơn nữa nghe nói thời gian hợp đạo lâu nhất cỡ 9 năm. Tô Vô Cơ ngồi khoanh chân một bên, nhắm mắt canh giữ. Mọi việc tùy vào chính chủ nhân thôi. Thiên Nhất Đế Quân, Thanh Ma, Bạch Dung cũng bắt đầu chờ. Đối với họ, 9 năm chờ đợi rất ngắn ngủi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 249 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.